trình hôm nay của chúng tôi, khách đi nhà hàng Mưa Tươi Luciana. Giới thiệu các bạn, đây là sảnh trước của nhà hàng bia tươi nhá. Các bạn nhìn lên là sẽ thấy chữ bia nhà hàng này, Lucy này. Rồi hôm nay trời rất nắng, rất đẹp nhá. Giờ mình cùng đi một vòng vào đó xem sao nhé. Anh cho em ghi hình trước được không? Anh cho mở cái này là cái gì vậy? Cái này là cái nồi nấu bia. À, nấu bia trực tiếp luôn hả? Mình là tự sản xuất luôn đúng không? Tự sản xuất, tự cung, tự cấp luôn. Đúng rồi. Em thấy nhà mình có một cái kho ở trong kia là để nguyên liệu đúng không? Trong hẻm Tuệ Tĩnh á. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi trước anh Kim làm đây em biết. Kim Lucy này. Giờ hình anh làm được rồi. Đây là quy trình nấu bia tại chỗ nhất các bạn nhé. Hôm nay nhé. Các bạn áo ra phỏng vấn được là bán thêm các dịch vụ của kem nhé. Rồi mình đã thấy khu vực hồ bơi của mình nhé. Скажи ему, что нельзя. Hello. Morning. Morning. Luciana. Anh chào mọi người bằng tiếng Hàn đi. Annyeonghaseyo. Manaseo bangkap jeumnida. Najume sigan isseumyeon. Jajang. Wayo. Hangbong neomu jwoyo. Anh đứng lên anh chỉ đây khu vực hồ bơi này. Anh cứ nói đi. Anh nói đi em của anh. Việt đi. Không, tiếng Hàn chứ. À, tiếng Hàn chùa. Chịu. Thì đây là khu vực hồ bơi này. Hồ bơi. Rất đẹp của đây Luciana gần biển. Dạ. Đây là con gái mình. À. Đây có du khách nước ngoài rất nhiều. Đa số đây là người Nga. Cái khách sạn này bao nhiêu đêm đây? Đây không phải khách sạn, đây là nhà hàng thôi. Nhà hàng thôi. Dạ, đây nhà hàng thôi. Chuyên kinh doanh chính là nhà hàng và bia. First one. Là mình vô trong đây là mình được uống bia. Uống bia. Rồi sử dụng những cái dịch vụ này. Dịch vụ này buổi chiều là khoảng 5 6 giờ chiều ở đây có ca nhạc, nhạc sống. Nó tốt quá. Và có một cái khoảng trống nhỏ để khách nhảy khúc này. Còn những tiện ích khác là đây, bãi biển. Là bãi biển rất gần. Bãi biển rất gần và nó có cả cái lều và lái xe cho mình luôn. Tức là khi mình sử dụng cái dịch vụ như này tất cả đây. Được. Dạ. Thưởng thức những cái đúng này. Rồi, đúng rồi. Đây là bãi biển của riêng họ. Bãi biển đã được set up đẹp hơn những bãi biển khác. Tức là cái bãi này riêng của cái nhà hàng này hay là tức bãi từ khúc này trở lại. À. Từ khúc lá cờ trở lại. À. Tức là họ nhận một chút xíu để họ các lều các chụp đó thôi, chứ không phải lấn chiếm hết biển được. Lấn chiếm hết biển thì không thể nào lấn chiếm hết. À, tức là người ta cũng như vậy đóng thế nhà nước cái khu đó. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, phải để cho dân người ta đi chứ. Bây giờ khoảng là 10 giờ. Bên hàng thì tầm 12 giờ. Bên hàng tầm 12 giờ. À,
đó. Từ nay giờ bên hàng 10 giờ Việt Nam. Thời tiết đây nắng nóng rất tốt. Đi cùng với em là sóng biển đã rất đẹp, biển này rất im nha, thích hợp rất tắm biển mùa này. Đó, họ đang chơi kìa. Đây kìa. Đây. Đa số đây là người Nga nhiều. Chơi đi, chơi chung đi. Lúc gì ba thay đồ, không có đồ khác đâu. Mời các bạn đến Nha Trang chơi đi. Các bạn ơi, các bạn đến Nha Trang chơi đi. Các bạn đến Nha Trang chơi đi. Nha Trang sóng biển tuyệt vời lắm. Nha Trang sóng biển tuyệt vời lắm. Ừ. Sao mày con dẫn các bạn đi tắm biển đúng không? Trời ơi, thích quá nhỉ. Đây là toàn cảnh khu vực nhà hàng bia tươi Louisiana nhìn từ phía biển lên nha các bạn nhé. Chào tiếng cái gì đấy? Chào lại đi. Anh nhá CEO. CEO. Đây là món đặc biệt của quán này nha, là bia đen nha. Mình thì không. Anh thử đi. Anh thử một hớp thôi. Có. Không thử đi. Thử một hớp và cảm nhận của anh về cái hương vị bia là rất đặc biệt. Bia đen này là có hương vị cà phê. Ở đây có tới bốn loại bia, bốn màu khác nhau. Không. Có cái hương vị cà phê nhưng mà nó nét nét giống cái bia của Đức, bia đen Đức. Nó Đức, công nghệ Đức mà. Nó con. Dạ, công nghệ Đức mà. Làm gì? Ngồi yên em. Rồi, nó chạy rồi đó. Anh Như ICO đi. Anh ICO. Xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt đâu con gái. Gì Nha Trang đi. Không, hiện tại mình đang có mặt ở đâu đây? Nhà hàng gì đấy? Bia tươi này. Bia tươi Luciana. Lucy. Con thấy mát không? Mát đúng không? Tắm biển đã đúng không? Hồ bơi đẹp đúng không? Trời ơi, nhạc nghe hay đúng không? Con uống thử bia chưa? Chú uống thử nha. Mời các bạn uống bia nha. Yo. Bu là nước ép thôi. Quá ngon. Đặc trưng của quán này là bia tươi. Bia nấu tại chỗ, nó làm tại quán. Đúng, là em mới vô ăn quay rồi. Nấu công nghệ tại quán luôn. Đó là sản xuất và bán tại chỗ. Nhất là giá nó cạnh tranh. Thứ hai là bia nó ngon. Nấu hàng ngày. Nguyên liệu là một cái kho trong xưởng của nhà mình, tự tính cho mình. Đó. Hàng ngày là chở ra đây và nấu tại chỗ luôn. Nên là lượng khách không nào ổn. Và cũng là không ổn nào. Khu này Tây à, tuyệt vời. Những cái khách này là ở khu vực nào, khách sạn đâu? Trong phố á. Có xe à? Trong phố á. Con đi bộ ở đây. Đã biết rồi, trên review nó có rồi.
là khách chúng ta tự đi bộ ra thôi, không cần giới thiệu, không cần quảng cáo. Này thì mình đi để quay để lấy tư liệu thôi, chứ thực tế là mình không cần quảng cáo cho họ, họ vẫn đông khách. Đó. Nhưng mà thường ở đây là nó được mấy cái nhà hàng giống kiểu này ở Nha Trang mình, rồi có 2-3 cái. Bên góc kia thì có nhà hàng Sa Linh, góc xíu nữa thì có cà phê bốn mùa Happy Bách, không lên xíu nữa thì có Nha Trang View. Chung khúc dọc biển này công nghệ rất nhiều này. Còn hôm nào em với chị Luyến đi thì bên kia Anan thì sọt Anan và cũng bán đồ ăn sáng uống phê luôn. Chung dọc cái bờ biển này thì một cái đẳng cấp, tất cả cấp cũng không quá, suất tầm 70.000 tới 200 thì nó nói chung là không phải là quá cao cấp. Thì đó bây giờ thì dù cái giá nó ok, thì dù nó đi mắc hơn đắt hơn tí nhưng mà dịch vụ đây được miễn phí, là những cái dịch vụ này mình được miễn phí sử dụng mà. Cái này cũng không mắc. Dù đi ăn ở ngoài 40.000 tô phở đúng không? Rô 3 sao đẳng cấp, như hôm nọ em rô TCC ở chỗ đường lên lõi. Rô 70.000 vừa ăn, vừa hồ bơi, vừa nghe nhạc, vừa cà phê, vừa đi trái cây, 70.000. Thế vậy? Hả? Cứ tưởng rô đẳng cấp cao mà giá cao không phải. Đẳng cấp cao nhưng mà cũng đúng kiểu đẳng cấp. Chờ anh này về Nha Trang em thấy có cái vụ mà bút phê gì nó bao ăn luôn là mấy trăm ngàn. Vé hải sản rồi đó, 2,5 là nó nằm ở đoạn nào? Giờ đó chờ em chị. Em làm kiểu nó không có rảnh ban ngày chứ ban đêm chứ còn chiều nhiều khi anh em anh không có nhiều nhưng mà phái xương à. Rồi, xin chào nha. Chào. Lúc nãy mình đi đâu đây? Đi Nha Trang tắm không, biển. Không, bây giờ này, bây giờ chuẩn bị đi đâu đây? Đi tắm. Tắm hồ bơi đúng không? Rồi xuống. Chạy. Xuống. Chụp chung cửa hình đi anh. Chụp chung cửa hình đi. Chụp chung cửa hình đi. Cái gì? Hello Pita.
ba. Ra đi. Bé mất cái mặt rồi. Đó lên nhá. Đã được chưa? Chưa lên hả? Chưa chịu lên hả? Ba ơi. Không, bơi qua đây coi. Hai. Thử coi. Thấy không? Nước trong đúng không? Bà đây cười coi. Bà đây cười cái. Ờ dễ thương quá. Chào các bạn nhé. Chán đây video xa cho mệt các bạn ạ. 40.000 một ly bia tươi, được ngồi thưởng thức nhạc, uống bia, tắm biển và tắm hồ bơi tại khu vực nhà bia tươi Luciana. Video xa cho mệt. Quên hả? À, chào các bạn, thì hiện tại mình đang ở Lucy, đúng không? Mình đang ở Lucy. Xin chào mấy bạn, mình đang ở Lucy. Ừ. Mình tên là gì? Mình tên là Hana. Hana, ừ. Hôm nay mình đi tắm biển và tắm hồ bơi ở khu vực này. Mình đi tắm biển, tắm hồ bơi ở khu vực này. Ừ. Mình thấy sao? Đẹp. Và mình chào tạm biệt các bạn. Và hẹn lại các bạn ở các video sau. Rồi, bye bye. Bye bye tiếng Hàn là gì? Hello. Hello là chào rồi. Tạm biệt là gì? Không nhớ hả? Thế thôi xin chào được rồi. Xin chào. Đi.